thành phố Hà Giang, lũ về bất ngờ khiến 3 người thiệt mạng, du khách mắc kẹt giữa đèo. Theo thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Hà Giang, từ mùng 9 tới mùng 10 tháng 6, trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập úng nhiều nơi khiến 3 người chết. Trong đó, 2 người bị lũ cuốn trôi ở Hoàng Su Phi, 1 người bị sạt lở đất ở Quảng Bạ, gây thiệt hại nặng về tài sản, ước tính khoảng 9,5 tỷ đồng. Ngày 9 tháng 6, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh du khách tới Hà Giang bằng xe máy nhưng lại bị mắc kẹt giữa đường do mưa lũ dồn dập đổ xuống. Theo ghi nhận, sáng ngày 10 tháng 3, nhiều tuyến đường, khu dân cư ở thành phố Hà Giang ngập sâu hàng mét, thậm chí có nơi nước ngập sâu đến nóc nhà, người dân phải trèo lên mái nhà để chờ giải cứu. Nhiều ô tô, xe máy của người dân không kịp di chuyển bị ngập sâu trong nước. Các tuyến đường trung tâm thành phố ngập sâu, giao thông tê liệt. Lực lượng cứu hộ cứu nạn phải tổ chức sơ tán người dân và tài sản tới nơi an toàn. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã yêu cầu Hà Giang triển khai lực lượng hỗ trợ người dân, rà soát các điểm nguy cơ sạt lở. Tối mùng 10 tháng 6, mưa lớn đổ xuống nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên. Chỉ sau vài chục phút, nhiều tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 3 xuất hiện 4 điểm ngập úng từ 20 tới 40 cm, xe cộ lưu thông khó khăn. Bộ trưởng Công an biểu dương Thượng úy băng qua dòng lũ cứu dân. Thông tin từ Bộ Công an tối ngày 10 tháng 6, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quan vừa biểu dương Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang về hành động dũng cảm băng qua dòng lũ giữ cứu người dân. Trước đó vào chiều ngày 10 tháng 6, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đang làm nhiệm vụ ứng trực hỗ trợ người dân và du khách vận chuyển hành lý thì phát hiện 3 người dân bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Lúc này, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường bất chấp nguy hiểm nhảy xuống dòng nước lũ, cứu kịp thời 2 người bị nước cuốn trôi. Đồng chí Tường cùng đồng đội đã dùng áo mưa cuốn lại để người dân bám vào và đưa tất cả lên bờ an toàn. Hà Nội cháy khách sạn, cột khói ngùn ngụt trên tầng thượng. Trưa ngày 11 tháng 6 ghi nhận tại khách sạn Captain Garden tại số 4 Hoàng Ngọc Phách, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội xảy ra vụ cháy, cột khói nghi ngút cao hàng chục mét trên tầng thượng. Nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã cử xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Vụ cháy xảy ra tại khu vực kỹ thuật điện tầng 5 khách sạn, diện tích đám cháy khoảng 5m². Hiện tại đám cháy đã được khống chế thành công. Thời điểm xảy ra vụ cháy có một nhóm công nhân đang sửa chữa trên tầng thượng của tòa nhà. Vụ cháy không gây thiệt hại về người và nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Cháy lớn tại vườn quốc gia Tràm Chim. Vụ cháy vườn quốc gia Tràm Chim huyện Tam Nông, Đồng Tháp xảy ra vào trưa ngày 11 tháng 6, kéo dài đến thời điểm hiện tại. Được biết, đám cháy phát ra từ khu A1 rừng tràm với cột khói cao hàng trăm mét. Đây là nơi có tán rừng tràm, đồng cỏ khô và có diện tích trồng cây ăn trái của người dân. Tại hiện trường, khói mù mịt tràn ra đường kèm theo bụi than, che khuất tầm nhìn trên tỉnh lộ. Nhiều ô tô phải dừng lại. Lực lượng chức năng gặp khó khăn cho công tác chữa cháy do gió thổi mạnh. Ngành chức năng địa phương huy động nhiều lực lượng gồm công an, cảnh sát chữa cháy, quân sự và lực lượng tại chỗ, tích cực bơm nước dập tắt đám cháy. Hiện chưa thống kê diện tích xảy ra đám cháy tại vườn quốc gia Tràm Chim. Bắt tạm giam cô gái lái ô tô đâm xe đối phương sau ẩu đả. Theo Thượng tá Huỳnh Thanh Bình, khoảng 17 giờ chiều 9 tháng 6, bị can Trần Thị Vân đã trình diện công an sau 3 ngày gây ra hành động, dùng xe cá nhân tông vào xe đối phương do mâu thuẫn trên bàn nhậu. Theo điều tra, khoảng 21 giờ ngày 6 tháng 6, nhóm cô gái đang nhậu tại quán vỉa hè trên đường Ngô Quyền, đoạn giao với đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Lợi thì xảy ra mâu thuẫn. Các cô gái lao vào đánh nhau, trong đó có Trần Thị Vân. Vân lên ô tô màu đỏ lái với tốc độ cao, đâm mạnh vào đuôi ô tô của đối phương, khiến hai xe hư hỏng nặng. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Vân để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Khởi tố 4 bị can vụ tra tấn em dâu để trừ tà. Chiều 9 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận công bố các quyết định khởi tố, bắt giam và khám xét chỗ ở đối với 4 bị can: Nguyễn Thị Ngọc Lan 35 tuổi, Nguyễn Thị Hoài Diễm 41 tuổi, Nguyễn Hồng Tâm 50 tuổi và Nguyễn Hữu Tình 32 tuổi ở Phan Thiết, Bình Thuận, cùng về tội giữ người trái pháp luật. Trong đó, Nguyễn Hồng Tâm và Nguyễn Hữu Tình được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi ra khỏi nơi cư trú. Vụ việc gây xôn xao dư luận khi người phụ nữ 33 tuổi được gia đình đưa đến cơ quan công an tố cáo các bị can nói trên đều là người nhà chồng cũ của nạn nhân. Theo đó, nạn nhân bị nhốt và tra tấn dã man nhiều tháng. Giám định ban đầu cho thấy chị bị gãy xương sườn, chấn thương đốt sống cổ, ngực, tay chân bầm tím, dập cơ, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 20%.
Tháng 12 năm 2023, vợ chồng chị D ly hôn nhưng chị vẫn ở lại nhà chồng để chăm sóc con. Từ đó gia đình chồng thay ổ khóa, thu điện thoại không cho chị D ra ngoài hay liên hệ với người thân. Những người thân trong gia đình chồng bắt đầu hành hạ, tra tấn chị, thậm chí bắt chị ăn chất thải với lý do nhà chồng nói là để trừ tà. Gia đình chồng còn bắt chị viết giấy cam kết đã dùng bùa ngải để hãm hại gia đình, đã trộm cắp tiền và ngoại tình. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Công an thành phố Phan Thiết kiểm tra căn nhà của gia đình các bị can. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết thụ lý, điều tra và củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án này. Vẫn chưa có thông tin nữ sinh mất tích sau khi đi thi lớp 10. Liên quan đến vụ nữ sinh đi thi lớp 10 nhưng không trở về, ngày 9 tháng 6, nguồn tin từ Công an thành phố Châu Đốc cho biết, cơ quan chức năng vẫn chưa có thông tin về nữ sinh trên. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng của một vị phụ huynh nhờ cộng đồng mạng tìm giúp con gái đi thi tuyển sinh lớp 10 nhưng sau đó không trở về nhà. Bà L, mẹ của nữ sinh mất tích cho biết con gái bà đã tham gia môn thi cuối vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, khi ba của em đến điểm thi đón vào lúc 17 giờ cùng ngày thì không thấy con gái đâu. Gia đình sau đó đã viết đơn trình báo và yêu cầu nhà trường trích xuất camera. Nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc xác minh làm rõ thông tin vụ việc. Truy tìm tài xế trong vụ tông xe liên hoàn khiến 3 người chết. Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết Bùi Ngọc Hải, tài xế điều khiển xe tải trong vụ đâm liên hoàn khiến 3 người tử vong vẫn chưa đến cơ quan công an trình diện. Trước đó, ngày 8 tháng 6, Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định truy tìm Bùi Ngọc Hải, 39 tuổi, trú tại Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, do liên quan trực tiếp việc vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra tại quốc lộ 1A, địa phận thôn Lai Trung, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Theo quyết định truy tìm, đặc điểm nhận dạng tài xế Bùi Ngọc Hải cao 1m66, dáng người trung bình, tóc màu đen. Khoảng 6 giờ ngày 8 tháng 6, Bùi Ngọc Hải điều khiển ô tô tải trên quốc lộ 1 đến gần cây xăng dầu xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên thì xảy ra va chạm với xe tải di chuyển cùng chiều. Tai nạn liên hoàn khiến 3 người trên xe tải mắc kẹt trong cabin tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng phải dùng búa phá cửa đưa nạn nhân ra ngoài. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Hải đã xuống xe rời khỏi hiện trường. Nhà chức trách yêu cầu người dân có thông tin về Hải cần thông báo cho Công an huyện Cẩm Xuyên để xử lý. Cứu sống cô gái bị sét đánh vì đeo dây chuyền vàng. Sáng mùng 5 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân 30 tuổi ở Thanh Trì, Hà Nội bị sét đánh trúng, ngưng tim, ngưng thở, tiên lượng nguy kịch khi đang cắt rau ở ngoài đồng. Người bệnh bỏng da vùng mặt, cổ, ngực do đeo dây chuyền vàng Tây, sét đánh bỏng in hình kim loại này lên trên cổ. Sau 2 ngày tích cực điều trị, tình trạng dần chuyển biến tích cực. Đến ngày 11 tháng 6, bệnh nhân đã hồi tỉnh, các chức năng cơ thể dần phục hồi về mức bình thường, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Xe giường nằm văng hai bánh trên cao tốc. Sáng ngày 10 tháng 6, chiếc limousine giường nằm biển Hà Tĩnh lưu thông trên cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn theo hướng Nam Bắc. Khi đến thị xã Nghi Sơn, xe bất ngờ bị hỏng cầu sau bên lái khiến hai bánh văng ra ngoài, lăn tự do trên mặt đường. Tài xế phát hiện sự cố đã phanh khẩn cấp, đánh lái đưa xe vào làn bên phải. Cùng thời điểm, ô tô tải biển thành phố Hồ Chí Minh lưu thông cùng chiều do bất ngờ đã va vào hông xe khách, gây vỡ một số tấm kính chắn gió. Hành khách và tài xế không bị thương.